Pair rượu cho menu origin rất là khó. Thứ nhất là cái menu này nói là nó 9 course, nhưng mà thực ra trong mỗi course nó đều có nhiều thành phần, có nhiều đĩa nhỏ. Thành ra là khi anh chọn một loại rượu thì loại rượu đó phải match với tất cả các thành phần trong đó là một này. Và thứ hai, nó không được đè lên một cái vị nào cả. Thế thành ra cái số lượng rượu chọn được không có nhiều. Cái thứ hai là origin là một cái menu mà nó mang tính concept rất là cao. Đồ ăn ngon là một chuyện, nhưng mà nó cũng kể một câu chuyện rất là quan trọng đằng sau. Câu chuyện của origin của mỗi người là chúng ta, câu chuyện về nhà. Thành ra là cái rượu mà pair cùng thì nó phải là một thứ mà nó có cái câu chuyện hay là background, hay là cái sự đầu tư về chất xám của chai rượu, nó phải có một cái sự ngang bằng. Chỉ về cái phần này có thể là không phải khách hàng nào cũng để ý. Có thể nhiều người chỉ đơn giản là cái việc mà uống rượu ngon là người ta vui rồi. Nhưng mà anh nghĩ là trong một cái nhà hàng fine dining thì mọi thứ nó phải thống nhất, phải thành một cái tổng thể. Và kể cả những cái khách hàng không để ý nhưng mình để ý thì mình cũng phải nên cải thiện để cho nó thành một cái cùng một hướng đi của nhà hàng. Chắc em thấy hay nhất là pairing về món balance trong menu. Món này đặt tên là balance và nó dựa trên cái quan điểm về đồ ăn của người Việt hồi xưa là mọi thứ đều là đồ ăn phải hài hòa, phải có đầy đủ ngũ hành trong đó. Thành ra là khi kết hợp với một loại đồ uống mới nó rất là khó, thì khi cho một loại đồ uống vào nó sẽ phá vỡ cái sự balance đó. Với cái bài toán đó, anh đã giải bằng cách anh sử dụng một loại rượu sake rất là light body, rất là thơm, rất là aromatic, có mùi fruity. Thì nó sẽ bổ sung cho đồ ăn là việc là nó sẽ tăng thêm cái mùi thơm cho cái đồ ăn bằng cái mùi thơm của rượu. Và ngoài ra thì cái texture của rượu rất là nhẹ nhàng, nó không phá vỡ cấu trúc của món ăn. Và ngược lại là cái vị sake nó sẽ tạo ra cảm giác trong miệng làm cho đồ ăn ngon hơn.